Chương 37. Không ngờ ấn tượng đầu tiên của tôi về âm thành lại là sự thất vọng. Từ bên trên nhìn xuống, tòa thành cổ đen sì bị che phủ bởi xương trắng dày đặc, lại tọa lạc trong một khe nứt giữa núi, vừa thần bí vừa thoát tục. Trên đường đi, tôi đã có rất nhiều phán đoán về nơi này. Tôi nghĩ có lẽ đây là một ngôi mộ cổ khổng lồ. Nhưng tôi lại không ngờ được, nơi này chỉ là một tòa thành cổ bình thường không lớn lắm. Nói thẳng ra, trông nó giống như một cái kho chứa cũ kỹ rộng lớn, thậm chí còn thấp hơn một cái kho chứa. Cao chỉ khoảng hơn 2 mét, được xây từ những tảng đá cỡ lớn. Tôi hơi thất vọng. Cái nơi rách nát này rõ ràng là một kho lương thực, lại còn âm thành cái nỗi gì? Lão già kia không phải lại lừa tôi đấy chứ? Lão tuyệt hộ lại trầm mặc nhìn về phía tòa thành. Ông ta nheo mắt như đang nhớ lại chuyện gì, hồi lâu sau cũng không lên tiếng, trông cũng không giống đang lừa gạt. Tôi không kìm được hỏi, Đây chính là âm thành? Lão tuyệt hộ gật đầu. Tôi ho khen một tiếng. Sao tôi lại thấy nó trông như cái kho chứa đồ cũ, xem chừng cũng chẳng có gì đáng sợ. Mặt lão tuyệt hộ không cảm xúc. Đáng sợ hay không, vào xem là biết. Tôi không phục. Đã đến lúc này rồi, sao ông ta vẫn còn vờ vịt với tôi? Đợi đến lúc ông đây vào trong, nếu không có chuyện gì, sẽ trói ông ta vào gốc cây, nhét cho cái tất thối vào miệng. Chắp tay sau lưng lượn quanh một vòng, muốn tìm cổng thành. Đi rất xa mới nhận ra tường thành dài như bất tận. Tôi tìm chỗ đất cao, đứng lên ngó vào, thì nhìn thấy một dải tường đá lớn, chồng lên nhau chặt kín, to đến mức kỳ lạ, như thể vươn thẳng vào núi sâu. Lúc này, lão tuyệt hộ gọi tôi, bảo tôi đừng tìm nữa. Âm thành không có cổng, chỉ có thể leo vào từ bên trên. May mà tường thành không cao, chồng vài viên đá lớn lên là nhảy vào được. Lão tuyệt hộ bị trói tay, không trèo được. Tôi thương lượng với ông ta một chút. Tôi sẽ cởi trói cho ông ta trước, rồi kéo ông ta vào. Sau khi xuống đến nơi, lại trói tiếp. Từ tường thành nhảy xuống, nhìn ngó xung quanh, tôi phát hiện ra âm thành này thực sự có chút kỳ lạ. Trong âm thành không có những loại kiến trúc như đình nghỉ, nhà cửa, càng không có đường xá. Trông ra xa, trong thành cổ toàn đất trống, thậm chí đến một cái cây cũng chẳng có. Nhìn ra xa, đất trống trơ trọi, thi thoảng có mấy cây thông cổ thụ cong ngọn, cành cây lơ thơ, lá kim khô vàng, trông dở sống dở chết. Lại gần xem, thân cây thông cổ thụ bị thú rừng nào đó mài cho nhẵn bóng, vỏ cây còn mắc mấy túm lông xám vàng. Tôi gỡ một túm, xoa xoa trong lòng bàn tay, nhìn kỹ thấy hơi giống lông sói hoặc báo. Nhưng cũng không hẳn, trông giống như lông của hai loài động vật lẫn với nhau. Tôi vẫn còn muốn xem thêm, lão tuyệt hộ lại chẳng buồn bận tâm, cứ thế đi thẳng về phía trước. Âm thành âm u, đâu đâu cũng mang vẻ ma quái. Tôi không dám chần chừ lâu, bèn bám sát lấy lão tuyệt hộ. Đi được một bước, trên mặt đất trơ trọi dần xuất hiện những cửa hang lớn. Cửa hang to như lu nước, u ám, phả ra mùi tanh nồng, sâu không thấy đáy, giống hang động vật. Cửa hang cũng có vài vết móng vuốt vừa to vừa thô. Tôi hơi lo lắng, tòa thành cổ này đến cổng cũng không có. Nếu nuôi mãnh thú, lát nữa bọn tôi muốn chạy cũng không có chỗ thoát. Xem xét kỹ ở cửa hang, tôi phát hiện một ít phân khô cùng với ít lông vàng trắng. Tôi đoán chắc đây là hang sói. Đi tiếp về phía trước một lúc, hai bên đường toàn hang sói san sát nhau như vậy. Có cái to, cũng có cái nhỏ. Tôi thầm đánh giá, cứ theo cái điệu này, e là bên dưới âm thành đã bị sói đào rỗng,
hình thành nên một ổ sói khổng lồ. Trong âm thành sao lại có nhiều ổ sói đến vậy? Nơi đây sơ xác tiêu điều, sói ăn gì để sống? Tôi hỏi lão tuyệt hộ, ông ta lại chẳng trả lời hẳn, chỉ bảo nơi đây đã không còn sói từ lâu rồi. Dục tôi mau theo ông ta tiến về phía trước, không chừng nhóm đông gia đang ở ngay đằng trước. Trên đường lại phát hiện ra một cái hố khổng lồ, hố sâu 5-6 mét, dài mấy trăm mét, trông như một hồ nước nhỏ. Nhưng hồ này không có nước, trắng phau phau, toàn xương sẩu vụn vỡ. Ban đầu tôi còn tưởng xương động vật, nhưng nhìn kỹ lại thì không nén nổi kinh hãi. Trong này có rất nhiều đầu lâu, là một hố chôn tập thể. Cách hố không xa có một cây cột đá cao 5-6 mét, to bằng cột điện. Bên trên rủ xuống bao nhiêu xích sắt, xích to bằng cổ tay, không biết dùng để làm gì. Lão tuyệt hộ bình tĩnh nói, người Nhật giết bao nhiêu người ở Đông Bắc, vứt xác vào trong hố lớn, biến thành hố chôn tập thể. Hố chôn tập thể thế này ở quê tôi cũng không ít. Tôi lắc đầu. Không phải, những người này không giống như bị người Nhật giết. Ông xem, trong này không chỉ có xương người, mà còn có các khúc xương to, giống như xương bò, còn có một ít xương nhỏ hơn. Sao tôi lại cảm thấy chỗ này hơi giống nơi động vật ăn thịt xong vứt lại xương? Lão tuyệt hộ, động vật gì lại ăn thịt bao nhiêu người thế? Tôi cũng lắc đầu, không nghĩ ra. Loài thú này ăn thịt người thì ăn đi, sao phải tập trung hết xương cốt ở đây, tạo nên một hồ trũng toàn xương? Thực sự không thể lý giải nổi. Chẳng lẽ đây là nơi người thời xưa tế tự, vứt cả người kẻ thú vào chôn theo? Giả thiết này lại khá có khả năng. Tôi phân tích cho lão tuyệt hộ nghe, ông ta lại không nghĩ như vậy, vẫn ra sức giúp tôi đi tiếp. Tòa thành cổ kỳ lạ này rất bất thường, trong ngoài đều bí ẩn. Lão tuyệt hộ lại chẳng bận tâm, làm tôi hơi bực mình. Tôi kiên quyết bắt ông ta phải giải thích với tôi, không thì đừng hòng tiến thêm một bước. Hai bên đang giằng co, phía xa bỗng truyền đến những tiếng ùng ục. Âm thanh này rất lạ, như thể bọt nước phun lên từ dưới đáy hồ. Lão tuyệt hộ nghe thấy âm thanh này, sắc mặt bỗng trắng bệch, vội nói, chàng trai trẻ, mau cởi trói cho tôi, nhanh lên còn kịp. Tôi... Không được, ông phải cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì trước. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, ngoài tiếng ục ục kỳ lạ, còn thêm cả tiếng sói tru thống thiết. Lão tuyệt hộ vô cùng sốt ruột. Mau cởi trói, sói tới rồi. Tôi cũng cảm thấy sự tình không ổn, nhưng vẫn cố chày cối. Ông đừng hòng lừa tôi phải đợi đến khi gặp được đông gia mới cởi trói cho ông. Lão tuyệt hộ tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, nén giọng quát. Thằng nhãi ranh khốn kiếp, giờ không cởi trói, lát nữa cả lũ đều chết. Cậu biết đây là tiếng gì không? Tôi hơi bất an. Tiếng gì? Ông ta trở nên hung tợn. Đây là âm thanh, cậu thấy xích sắt chưa? Xích đó để trói âm binh, lát nữa âm binh đến, ai trông thấy là phải chết. Tôi cũng hốt hoảng. Vậy phải làm sao? Lão tuyệt hộ. Làm sao cái gì? Còn không mau cởi trói cho tôi, phải mau chóng trèo lên xích sắt, không thì âm binh đến, Diêm Vương cũng không cứu nổi cậu. Tôi nào còn dám do dự, vội móc dao găm ra, cứa đứt dây thừng. Tay nắm chặt nỏ, sợ ông ta được cởi trói xong sẽ đột nhiên sinh chuyện. Lão tuyệt hộ thấy tôi cầm nỏ lập cà lập cập, cười giễu bảo, nỏ này của tôi chẳng tác dụng gì. Lát nữa âm binh mà đến, tôi có vạn cái nỏ cũng vô ích. Nói hết, ông ta khom người, leo thẳng lên cột đá. Sau khi lên trên lại kéo tôi. Tôi gồng mình chín trâu hai hổ, mãi mới trèo được lên trên. Trên đỉnh cột đá có mấy sợi xích sắt to bằng cổ tay, căng chặt, kéo dài ra phía trước.
không biết dẫn đến đâu. Lão tuyệt hộ từ cột đá leo sang xích sắt, sau đó khom người trèo lên trên theo xích sắt. Tôi không hiểu ý ông ta, hỏi ông ta cũng chẳng đáp, chỉ bảo muốn sống thì theo ông ta. Tôi không còn cách nào khác, đành nhét nỏ vào ba lô, bám sát phía sau ông ta, sợ lão già này bỏ rơi tôi. Dây xích sắt to bằng cổ tay, mấy dây chồng lên nhau nên rất chắc chắn, như một cái cầu treo vậy. Đừng nói một hai người đi trên đó, cho dù mấy chục người đi tôi thấy vẫn đỡ được. Lão tuyệt hộ bò một chốc rồi đứng thẳng người dậy, thuần thục đi hình chữ bát, thong thả bước về phía trước trên cầu treo xích sắt. Tôi đứng cũng không vững, thử bước một bước. Xích sắt bắt đầu rung lắc dữ dội, suýt nữa thì rơi xuống, chỉ có thể cẩn thận bò trên xích. Đang loay hoay lấy lại thăng bằng trên xích, tôi nghe thấy một tiếng kêu. Quay lại nhìn thì thấy phía xa có thứ gì đó đang nhanh chóng chạy đến chỗ bọn tôi. Phía xa toàn sương mỏng nên cũng không nhìn rõ. Tôi sợ hãi kêu lên. Âm binh đến rồi! Lão tuyệt hộ chẳng thèm quay đầu, tiếp tục đi thẳng, hừ lạnh một tiếng. Âm binh chưa đến, tiểu quỷ đến trước. Tôi vẫn chưa hiểu câu nói của ông ta có ý gì, thì những thứ kia đã gần tới chỗ bọn tôi rồi. Tôi ở trên xích sắt thấy rõ mồn một, đó nào phải tiểu quỷ gì? Rõ ràng là một bầy sói cực kỳ dữ tợn. Lần trước, bầy sói tấn công trong đêm. Xung quanh tối như mực, chỉ thấy khắp nơi toàn mắt sói xanh biếc nên cũng không thấy sợ. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với chúng trong khoảng cách gần thế này. Có thể thấy cực kỳ rõ ràng bộ lông xám vàng, cái bụng lép kẹp, thậm chí hai tai dựng đứng, mắt xếch hung tợn của đàn sói, khiến tôi kinh hãi đến bất động, sợ mình rơi thẳng xuống ổ sói. Mẹ nó! Âm thành quả nhiên có sói, bao nhiêu là sói. Trong đàn sói có một con to bất thường, từ từ đi đầu tiên. Mấy chục con sói đều theo sau nó. Con sói lớn đó cúi đầu, cả người vừa to vừa đen, cực kỳ nổi bật trong bầy sói. Nó phải to bằng một con nghé con. Tôi kinh sợ, loạng choạng suýt rơi từ xích sắt xuống, hốt hoảng. Trời ạ, sao lại có con sói to như thế? Lão tuyệt hộ lạnh lùng nhìn xuống, tuy không lên tiếng nhưng lại ngồi xuống, cúi đầu bò về phía trước. Tôi cũng học theo ông ta, hai chân vịn chắc vào xích sắt, hai tay tóm chặt sợi xích, dùng cả chân lẫn tay, từ từ di chuyển về phía trước. Bò như vậy tốn sức vô cùng. Chưa bò được bao xa, cả người tôi đã đẫm mồ hôi. Muốn dừng lại lau thì bỗng thấy lưng mình lạnh toát, như bị thứ gì nhìn chằm chằm. Quay đầu lại, tôi thấy con sói khổng lồ trong bầy đã bước ra, đứng dưới xích sắt, ngước lên dán mắt vào tôi. Con sói khổng lồ đó vô cùng quái lạ. Đầu nó rất to, đen sì, hai tai dài, để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên rằng thứ này không phải sói mà là một con lừa. Không phải, con lừa này mình vừa to vừa dài, lông xám vàng, rõ ràng là một con sói khổng lồ, sao là lừa được? Nhưng con sói này thực sự có một cái đầu lừa. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng lẽ có người chặt đầu lừa ghép vào thân sói sao? Lúc tôi còn đang bối rối, con sói khổng lồ đã nhe răng kêu một tiếng. Tì hai chi trước xuống, lấy đà leo vọt về phía tôi. Thân hình đồ sộ đó có sức bật kinh hồn. Trước mắt tôi tối sầm, cảm giác như thể nó đã lao đến sát người, thậm chí còn ngửi thấy mùi khai mù trên người nó. Lông tóc tôi dựng đứng, hai tay run lẩy bẩy, khiến cho xích sắt kêu loạng xoạng. Chỉ vừa mất tập trung, một chân đã không còn bám được vào xích. Cả người trượt ra, rơi nửa người xuống dưới. Chương 38.
Đàn sói thấy tôi lơ lửng giữa không trung, đua nhau rú lên, tất cả đều xông đến. Quay cuồng, lần lượt nhảy lên, ra sức vươn dài móng vuốt muốn móc lấy chân tôi. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, lão tuyệt hộ lại quay người, mon men bò theo xích sắt, linh hoạt như một con rắn, đến bên kéo tôi lên, lôi tôi thoát khỏi bầy sói. Tôi vẫn chưa hết kinh hãi, không kịp cảm ơn ông ta, còn chỉ vào con sói khổng lồ bên dưới. Con sói đó, mình sói đầu lừa. Lão tuyển hộ nheo mắt nhìn xuống, lãnh đạm. Thứ này có gì lạ, là sói đầu lừa thôi. Sói đầu lừa? Thứ này không phải đã tuyệt chủng rồi à? Sao Âm Thành lại có? Lão tuyển hộ cười lạnh. Âm Thành là thành ma, cái gì chả có. Tôi còn muốn hỏi nữa, nhưng ông ta đã quay đi, lại mon men bò theo sợi sắt. Tôi đã từng nghe nói đến sói đầu lừa, loài này vô cùng hung hãn. Rất lâu về trước, chúng từng hoành hành dưới núi Thái Hành, ngay cả báo thấy nó cũng phải xoay người bỏ chạy. Trước giải phóng, trên núi Thái Hành rất đông loài này, rải khắp Tiêu Tác, Tân Hương. Dân bản địa gọi chúng là sâu đầu lừa, cũng có người gọi là nhị hồ đầu. Phổi của chúng có thể chế thành thuốc mê, người cổ đại thường dùng để trộm bò. Trước giải phóng, đám buôn bán trẻ em có được cách chế thuốc, ra giá rất cao để mua phổi sâu đầu lừa để chế thành thuốc mê, lắc trước mắt người và bò. Người dính thuốc sẽ chỉ nhìn về phía trước, thấy bên trái là nước, bên phải là núi. Chỉ nhìn thấy phía trước kẻ buôn người có một con đường nhỏ, chỉ dám dè dặt đi trên con đường đó, và cứ thế theo kẻ buôn người đi luôn. Âm Thành lại có loài sinh vật kỳ quái như thế, có lẽ con gấu bị rạch bụng kia cũng là do nó ra tay. Tôi cẩn thận bò về phía trước, lại thấy sợ đàn sói bên dưới. May mà lũ sói dù có hung tợn, luôn nhăm nhe gầm gừ chúng tôi. Nhưng dây xích cách mặt đất 5-6 mét, chúng có nhảy cao hơn nữa cũng không thể chạm tới ngón chân tôi. Tôi yên tâm hơn phần nào, nghĩ dù thế nào ở trên xích sắt vẫn an toàn. Tôi gọi lão tuyệt hộ. Phải làm thế nào đây? Lão tuyệt hộ hừ lạnh. Sợ gì, cứ bò hết dây sắt, bọn chúng cũng không dám đuổi theo. Đang nói, bỗng những sợi xích sắt rung dữ dội. Mấy sợi xích đập vào nhau vang lên những tiếng loạng xoạng rợn người. Lão tuyệt hộ đi gấp, chân trượt một cái, kẻ người lắc lư. Ngay tức khắc đã lộn ngược xuống. May mà một khắc trước khi ngã, ông ta đã kịp tóm chặt lấy sợi xích. Hai chân buông thõng không ngừng đong đưa. Con sói đầu lừa thấy lão tuyệt hộ thò hai chân xuống, bổ nhào đến. May mà ông ta kịp co chân lên trước, nên chỉ bị cào rách nửa ống quần. Tôi liều mạng kéo xích sắt bò qua, dùng hết sức kéo được ông ta lên. Xích sắt vẫn rung lắc kịch liệt. Tôi vội khom người, ôm chặt sợi xích, sợ rơi xuống. Tôi quay đầu lại nhìn, ra là bầy sói trông thấy bọn tôi ở trên xích, đã chạy theo xích sắt đến chỗ cột đá, thay nhau ra sức húc vào cột. Cột đá bị bầy sói húc đến nỗi hơi rung rung, khiến xích sắt bên trên cũng rung theo. Vừa rồi bọn tôi suýt chút đã văng xuống. Lão tuyệt hộ tìm được đường sống trong thế nghìn cân treo sợi tóc, nên có chút vui mừng. Thái độ đối với tôi cũng khá khẩm hơn, khuyên tôi không cần lo. Cái cột đá kia chôn dưới đất cũng không phải mới 1-2 năm. Nếu lũ sói húc đổ được thì đã đổ từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta vẫn nên nhanh chóng thuận theo xích sắt tiến về phía trước, đến đầu bên kia là ổn. Ông ta nói có lý. Tôi cũng không lên tiếng nữa, cắm đầu theo ông ta bò về phía trước. Chưa được bao xa, tôi quay lại nhìn thì hết cả hồn. Lũ sói ở chỗ cột đá
hết con nọ tới con kia thi nhau nhảy lên cột, cào bao nhiêu vết màu trắng trên cột, như thể sắp leo được lên cột, rồi từ đó nhảy tót sang xích sắt là tóm được bọn tôi. Tôi hơi lo lắng. Lão Tuyệt Hộ cười lạnh. Nếu lũ súc sinh này trèo được lên xích sắt, vậy chúng không phải là sói nữa rồi. Nhìn kỹ thấy cột đá vừa trơn vừa cứng, móng vuốt sói toàn trượt thẳng xuống, cơ bản là không lên được. Nhưng lũ sói thấy không trèo lên nổi, bắt đầu đứng dưới chân cột xếp chồng lên nhau. Mấy con sói ngồi dưới cùng, hai con dẫm lên trên, rồi lại có một con sói chồng lên hai con sói đó. Trong chốc lát, đàn sói đã xếp keo mấy mét. Lúc này có một con sói thân nhỏ đi ra từ trong đàn. Nó ngước lên nhìn cột đá, rồi từ từ leo lên đàn sói, đến tầng cao nhất. Con sói đó dựa vào bầy đàn, từng bước hướng lên trên. Cuối cùng thực sự đã leo lên được xích sắt. Hai chi trước của nó bám chặt lấy xích sắt, nhảy tót lên. Nó lên được thật. Sau đó con sói từ từ bò xích sắt, theo sau chúng tôi. Tôi kinh hãi kêu lên. Hỏng rồi, lũ sói này thành tinh rồi, thế mà cũng biết đi trên dây xích. Lão Tuyệt Hộ hơi nghi ngờ. Không thể nào, móng sói rất trơn, không bám vào xích được, nó lên thế nào? Ông ta nheo mắt quan sát. Chàng trai trẻ, xem ra hai chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Cậu biết thứ đang tiến đến là loài nào không? Tôi... Loài nào? Sói thôi, còn có thể là gì? Ông ta cười lạnh. Móng vuốt sói to, không bám được vào xích sắt. Thứ đang bò lên là bái, quân sư của sói. Chi trước của bái có vuốt ngắn, không đi được trên đất bằng. Thường ngày chỉ nằm bò trên lưng sói, cho sói cõng đi. Không ngờ, vuốt con bái này vừa ngắn vừa nhỏ, thực sự thích hợp leo xích sắt. Tôi ngây ra, tôi đã quá quen với câu thành ngữ, lang bái một ruột. Nhưng tôi buôn ra bao năm như thế, vẫn chưa từng thấy loài bái này. Nghe nói nó nhỏ hơn sói một chút, chi sau ngắn hơn chi trước nhiều, đi lại không tiện. Bình thường nhờ sói cõng đi, nhưng nó cực kỳ thông minh, là quân sư của sói. Sói luôn nghe theo sự chỉ huy của nó. Nhưng các nhà động vật học đã nói, bái không tồn tại, thực ra nó là sói. Vậy hiện tượng chi trước ngắn, chi sau dài từ đâu ra? Thực ra là sói bình thường, bị bẫy sắt của thợ săn kẹp trúng chi trước. Tính sói mạnh bạo. Để tháo chạy, nó có thể cắn đứt hai chi trước bị kẹp trúng của mình. Sau đó không di chuyển được, chỉ đành để những con sói khỏe mạnh khác cõng đi. Trước đây khi đi săn, Lão Tuyệt Hộ cũng từng thấy một con sói đực cõng một con sói cái đi như thế. Có lẽ là một đôi sói lạc đàn. Lúc ấy nào nghĩ được nhiều. Tôi trợn tròn mắt nhìn bốn chân con bái dán lên xích sắt, bò về phía chúng tôi. Thần kinh căng chặt, thầm nghĩ phen này toi rồi. Đợi nó đến túm được tôi lôi xuống, tôi sẽ thành mồi cho sói. Mắt thấy đàn sói tung tăng bên dưới, đầu tôi bốc hỏa. Nghĩ trong ba lô còn cái nỏ, ông đây bắn một phát từ xa cho nó chết, xem còn có thể lang bái một ruột không. Tôi đang dừng chân lấy ba lô xuống rút nỏ ra. Vừa mới kéo dây cung đã bị Lão Tuyệt Hộ ngăn lại. Không thể giết con bái này, nếu giết nó đàn sói sẽ phát điên. Tôi khó hiểu. Đàn sói phát điên? Không phải chúng đã phát điên từ nãy rồi à? Lão Tuyệt Hộ lắc đầu. Lũ sói này chỉ muốn đuổi chúng ta đi. Chỉ cần ra khỏi âm thành, chúng sẽ không đuổi theo nữa. Nếu cậu giết bái, thù này coi như đã kết. Cho dù số cậu có ra được khỏi âm thành, thì cũng không ra khỏi Đại Hưng An được. Nghĩ cũng đúng. Đường tới đây chỗ nào cũng là ổ sói, lại chẳng thấy con sói nào. Bên này vừa mới đến gần xích sắt
thì lũ sói đã xuất hiện ngay lập tức. Không lẽ đây là cấm địa của đàn sói? Những con sói đang canh giữ nơi này? Thời cổ đại có một vị vua sau khi băng hà. Trong mộ cổ nuôi rất nhiều rắn rết, bọ kẹp độc để bảo vệ mộ thất, đề phòng bọn trộm xâm phạm lăng mộ. Có người bảo ở vùng Vân Nam còn huấn luyện khỉ hoang làm quân bảo vệ lãnh địa. Không lẽ âm thành quỷ quái này là đất thánh của lũ sói, được đàn sói thần bí khôn lường này bảo vệ? Tôi nhìn lão Tuyệt Hộ, thấy ông ta đang còng lưng cố gắng bò về phía trước. Người này mai danh ẩn tính trong núi sâu mấy chục năm, không thân thích, không bạn bè, biết rõ những bí mật trong núi. Chắc chắn không đơn giản là vì chờ đợi một người. Không chừng còn chính là vì bí mật mấu chốt của âm thanh này. Chắc từ giờ tôi phải cẩn thận đề phòng ông ta một chút. Dù bái bò trên xích sắt, nhưng di chuyển không dễ dàng. Bốn chân nó bám víu rất lâu mới lê được một bước. Tốc độ của tôi và lão Tuyệt Hộ rất nhanh, nhanh chóng bỏ lại nó phía sau. Tôi bò được một lúc. Rướn thẳng người lên là đã có thể thấy đầu kia xích sắt. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là đầu bên kia xích sắt không phải được buộc trên một cây cột đá mà cắm sâu vào một sườn núi nhỏ. Lão Tuyệt Hộ nói lũ sói bảo vệ đoạn xích này. Đến sườn núi phía trước chúng sẽ không dám lại gần. Tôi rất mừng, ra sức bò về phía trước. Bò được một lúc mới phát hiện ra có rất nhiều sói đang quanh quẩn ở đầu bên kia của xích sắt, chạy đi chạy lại ở đó. Tôi bật cười. Xem, lũ sói này không bắt được chúng ta, bắt đầu phát rồ rồi, bọn chúng ở kia múa à? Sắc mặt lão Tuyệt Hộ rất nghiêm trọng. Hỏng rồi, lũ sói này thực sự thành tinh rồi. Tôi vội hỏi, sao vậy? Ông ta bảo, cậu nhìn kỹ xem lũ nhãi con này đang làm gì. Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đàn sói chạy đi chạy lại không phải để múa. Miệng chúng ngậm cỏ khô, cành cây chất đống dưới xích sắt. Chỗ củi gỗ này đã cao đến hơn 2 mét. Lũ sói vẫn ra sức chất cao thêm nữa. Tôi tò mò. Lũ sói này cũng quái thật. Chẳng lẽ chúng muốn dựng đài rồi nhảy từ cái đài đó lên bắt chúng ta? Lão Tuyệt Hộ không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn chúng. Tôi lắc đầu. Không sao, không sao. Từ dưới đất lên đến xích sắt này phải 5-6 mét. Đợi chúng chất xong, chúng ta đã bỏ qua từ lâu rồi. Lũ sói này cũng ngu thật, làm trò phí công vô ích. Quay đầu lại nhìn con bái, tôi thấy nó đã lùi về bên cột đá. Hai chân nó ôm chặt lấy cột, nhẹ nhàng trượt xuống. Sau đó cưỡi lên lưng sói, chạy về hướng đống củi gỗ. Con bái vươn thẳng người, quay đầu nhìn sang chỗ bọn tôi. Đôi mắt híp đen sì xoay tròn, thậm chí còn nháy mắt với bọn tôi. Khiến tôi cảm thấy nó thực sự rất ma quái. Tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, suýt thì rơi xuống. Chương 39. Tôi quệt mồ hôi lạnh trên trán, hoang mang. Thứ này rốt cuộc là sói hay là người? Sao trông chẳng kém gì người thế? Quái dị quá! Lão Tuyệt Hộ cười lạnh. Sói thì sao? Người thì sao? Trên đời này, người còn chẳng bằng sói, thà làm sói còn hơn. Tôi chẳng buồn tranh cãi với ông ta về những điều này, chỉ dán mắt vào đàn sói bên dưới. Tôi luôn cảm thấy đàn sói này không tầm thường, sẽ không làm mấy chuyện ngu đần. Chúng phí sức trồng củi gỗ thành đống keo như thế, không giống như chỉ đơn giản muốn dựng một cái đài. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích của chúng là gì. Lão Tuyệt Hộ ngẫm nghĩ. Kệ chúng, đi mau. Tôi cũng theo ông ta, cắm đầu cắm cổ bò. Khi đi qua đống củi gỗ kia, tôi vẫn thấy hơi lo lo,
sợ bầy sói lại trèo lên đống củi xếp hình, rồi leo tót lên túm cổ bọn tôi xuống. Tôi nhìn mãi không thấy mấy con sói có phản ứng gì. Chỉ có lúc bọn tôi di chuyển ngang qua, chúng ngước lên nhìn như đang tính toán gì đó. Bọn tôi mau chóng vượt qua đống củi, ngẩng lên thấy chỉ còn 5-6 mét nữa là đến nơi, mới thở phào một hơi. Nghĩ không bận tâm đến lũ sói nữa, sang được chỗ sườn núi thì ai còn quan tâm lũ thối thây này. Quay lại nhìn, con Bái cưỡi trên lưng sói lớn vẫn đứng ở chỗ đống củi đằng sau bọn tôi. Thấy bọn tôi vượt qua một cách thuận lợi, nó nhảy từ trên lưng sói xuống. Đàn sói lập tức tách ra thành một con đường nhỏ để nó vào. Con Bái đứng thẳng người, hai chân sau đứng, hai chân trước chắp sau lưng, đi một vòng quanh đống củi, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó nó quay đầu lại khoát tay ra hiệu. Thực sự là khoát tay ra hiệu. Nó giơ chi phải ra, y hệt con người, mu bàn tay hướng ra ngoài, vẫy tay về phía sau một cách dứt khoát. Đàn sói lùi lại khoảng 10 mét. Chỉ có con sói lớn kia là không, vẫn ngồi cạnh nó. Lúc này, một cảnh tượng diễn ra khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Con Bái đó, con Bái đứng thẳng như người, đưa tay sờ soạng chỗ bụng, rút ra một thứ đen đen như thuốc lá cuốn. Lão Tuyệt Hộ sửng sốt, nhỏ giọng kêu lên. Bật lửa thổi, nó có cả bật lửa thổi. Con Bái cắn bật nắp, lắc lắc, sau đó vứt bật lửa thổi vào đống củi. Bên dưới đống củi toàn cỏ khô, vừa bén lửa đã cháy bùng lên, nhanh chóng lan ra cả đống củi. Ngọn lửa bốc lên rất cao, nung nóng luôn xích sắt. Tôi không kìm được kêu lên. Lũ sói này còn biết tấn công bằng lửa, may mà chúng ta chạy nhanh, không thì đã bị nướng chín rồi. Mặt Lão Tuyệt Hộ trắng bệch, chán nản. Xong rồi, hết rồi. Không ngờ Lão Tuyệt Hộ tôi, cả đời săn sói, cuối cùng quả nhiên vẫn chết trong tay đàn sói. Tôi nghe giọng ông ta đến là bi thương, vội an ủi. Sợ gì, đàn sói tuy thực sự rất quái dị, nhưng vô ích. Ông xem, chúng tính sai một nước, vẫn bị chúng ta qua mặt còn gì. Cho dù bọn chúng có ra sức đốt, đốt đến tối cũng chẳng đốt nổi một cọng lông của chúng ta. Lão Tuyệt Hộ cười khổ. Cậu nhìn phía trước đi. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi phát hiện cách đó không xa, không biết từ chỗ nào đã có thêm một đống củi chất cao ngất. Con Bái đứng thẳng người ở đó, nhìn bọn tôi hết sức mỉa mai, sau đó vẫy vẫy tay, rẹt một cái, đống củi này cũng bừng cháy. Lửa hừng hực chặn phía trước. Tôi muốn lùi lại, nhưng cảm thấy sau lưng bỏng rát, mới nhớ tới đống lửa cháy sau lưng. Phen này toang rồi. Bọn tôi đã bị vây khốn trên xích sắt. Đầu tôi ù đặc, chốc lát đã hiểu rõ tất cả. Cái lũ gọi là sói ấy, chúng bắt đầu chồng lên người nhau. Con Bái theo đó leo lên xích sắt, đuổi bắt bọn tôi, thực ra đều là giả. Mục đích thật sự của chúng là dồn bọn tôi đến gần đầu kia xích sắt, rồi đốt lửa sau lưng, chặn đường lui của bọn tôi. Giờ lại đốt lửa cuối đường, cắt đứt con đường phía trước. Lửa cháy hai đầu, bọn tôi không có đường chạy. Đợi xích sắt bị nung nóng, bọn tôi rơi xuống, thì đó cũng chính là lúc bọn tôi đi đời. Đáng thương thay là bọn tôi còn nghĩ con Bái kia bò trên dây xích chậm rì rì, không bắt nổi bọn tôi. Đâu có muốn đuổi bắt bọn tôi, mà muốn bọn tôi nghĩ rằng nó chỉ có chút bản lĩnh đó mà thôi. Dễ dàng ép bọn tôi mau chóng bò về phía trước, bò thẳng vào cái bẫy chúng đã giăng sẵn. Tôi đã quá coi thường lũ sói. Chúng có mưu lược, có chiến thuật, biết phối hợp, thậm chí còn biết dụ địch vào bẫy, gây mê kẻ địch. Bọn tôi thực sự đã đánh giá thấp chúng. Cuối cùng chúng kế, bị vây khốn trên đống dây xích sắt này. Không đúng, bảo là bị vây khốn trên này cũng không thể. Chỉ cần bọn sói kia châm lửa, gió thổi bùng lửa lên,
Cho dù bọn tôi không bị thiêu chết, cũng sẽ bị xích sắt nung nóng, làm cho bỏng rát rồi rơi xuống. Đàn sói bên dưới sẽ sẵn sàng xé xác trong nháy mắt. Chiêu này không có chút sơ hở nào. Ác thật chứ. Khi ấy, lòng tôi đã nguội lạnh. Nghĩ thế nào rồi cũng chết. Dứt khoát phải giết vài con sói làm đệm lưng. Tôi đang muốn lấy nỏ ra thì phát hiện hai tay mình đã run lẩy bẩy. Chưa nói bắn chuẩn. Đến dương nỏ cũng làm không nổi. Lão tuyệt hộ liếc tôi một cái, hiểu được suy nghĩ của tôi. Ông ta sốt ruột. Chàng trai trẻ, mau đưa nỏ cho tôi. Cẩn thận đừng để chúng thấy. Tôi ngẫm nghĩ, sau đó cởi áo khoác ra bọc vào cái nỏ, đưa cho ông ta. Lúc này nếu còn muốn sống mà thoát khỏi nơi đây, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng cuối cùng vào ông ta. Cách một lớp áo, lão tuyệt hộ giương nỏ lên, chẳng buồn ngắm, hất tung áo, bắn thẳng một mũi tên về phía con bái. Lúc này con bái đang đứng thẳng người, chăm chăm nhìn vào đống lửa cháy rừng rực. Thấy mũi tên lao thẳng về phía cổ nó, vừa nhanh vừa chuẩn. Con sói lớn bên cạnh bỗng nhào lên, lấy thân chắn tên cho bái. Mũi tên đâm phập một tiếng, xuyên qua người con sói. Đau đớn đến mức khiến nó rống lên. Thế cục có biến, bầy sói ngây ra. Con bái kia cũng sững sờ rồi ngã sấp xuống đất. Lúc này, lão tuyệt hộ lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên phi thẳng vào người con bái. Nó ngửa người ra, tránh được cả đầu lẫn thân. Mũi tên không nghiêng, không vẹo, trúng đúng vào đuôi con bái, ghim chặt nó trên đất. Tôi mừng rỡ, hô lên. Nó chạy không thoát đâu, bắn mau, bắn chết nó. Lão tuyệt hộ lắp thêm một mũi tên nữa, nhắm vào con bái bên dưới, nhưng không bắn đi, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Đuôi của con bái bị đóng cứng trên đất, toàn thân bất động. Thậm chí nó chẳng ho he lấy một tiếng, như thể không phải đuôi nó trúng tên. Con bái chỉ ngước lên, nhìn lão tuyệt hộ đăm đăm. Lão tuyệt hộ mở miệng cất lời, giọng điệu lạnh lùng vô cảm. Bỏ mấy đống củi bên dưới, để bọn tao đi. Tôi chấn kinh, lời này rõ là ông ta nói với con bái. Không lẽ nó hiểu tiếng người? Lão tuyệt hộ điên à? Quan tâm làm cái gì? Đánh giặc bắt vua trước. Một tên giết luôn con bái này. Đàn sói như rồng mất đầu. Không chừng mất tinh thần còn sợ chạy mất. Con bái và lão tuyệt hộ đấu mắt với nhau. Đống lửa vẫn cháy lách tách. Thế lửa ngày càng lớn. Tôi cảm thấy xích sắt bắt đầu âm ấm. Có lẽ không bao lâu nữa dây xích sẽ bị nung đỏ rực. Tôi sốt ruột, muốn giúp lão tuyệt hộ mau ra tay. Lúc này con bái bỗng đứng thẳng người, gật đầu với bọn tôi. Sau đó khoát tay, để đàn sói phía sau từ từ lùi sang một bên. Con sói lớn kia vai trái bị trúng tên, lực tên rất mạnh, cắm sâu quá nửa vào người nó. Nó vẫn ở đó, dán mắt vào con bái, không muốn rời đi. Con bái vỗ về nó, rồi xua tay cho nó rời khỏi. Con sói khổng lồ loạng choạng đứng dậy, hầm hè trong cổ họng một cách bất lực rồi bỏ đi. Lúc này một cảnh tượng diễn ra khiến tôi thất kinh. Con bái đợi đàn sói đi xa, nó xoay người, hai tay ghì chặt lấy mũi tên, nhổ phần thân tên ra khỏi đất. Sau đó ngồi trên đất, từ từ rút tên ra khỏi đuôi mình, ném sang bên cạnh. Tôi sửng sốt, không chỉ kinh ngạc với mưu sâu kế hiểm của con bái, mà còn kinh ngạc vì nó có thể ung dung nhổ mũi tên ra khỏi đuôi như thế. Không thấy đau à? Con bái rút tên ra, đuôi lê trên đất. Cuối cùng nó nhìn bọn tôi một cái rồi từ từ lui về sau. Lại có một con sói lớn trong đàn chạy tới. Bái bám vào cổ con sói bằng hai chi trước, cưỡi lên nó. Con sói chạy đầu tiên, đàn sói theo sát phía sau, nối đuôi nhau rút ra ngoài. Tôi có chút khó tin, đàn sói hành hạ chúng tôi lâu như thế, mà cam tâm rời đi ngay.
Thêm nữa, con bái kia thoát khỏi đường tên của bọn tôi. Chúng hoàn toàn có thể ngồi phía xe mở to mắt nhìn bọn tôi bị thiêu, hoặc cử mấy con sói không sợ chết đợi bên cạnh săn giết bọn tôi. Chúng cứ thế mà đi thật à? Tôi quay lại nhìn, thấy lũ sói đã chạy đi rất xa, nhanh chóng biến mất giữa làn sương mỏng. Chẳng còn tí tăm hơi nào, không biết đã chạy đi đâu. Tôi sợ chúng quay lại, giục lão tuyệt hộ đi mau, không thì nhảy thẳng xuống. Chứ đợi đến khi lũ sói đổi ý, bọn tôi lại bị vây hãm ở đây. Lão tuyệt hộ châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra mấy vòng khói. Chúng không quay lại nữa đâu. Nghe ông ta nói vậy, tôi mới yên tâm. Con bãi kia thành sói tinh rồi. Nếu so với nó, tôi lại cảm thấy mình là sói, còn nó là thợ săn. Lão tuyệt hộ bật cười ha ha. Rốt cuộc ai là sói, ai là người, không nói chắc được đâu. Tôi cũng cảm khái. Xem ra thực sự không thể coi thường lũ sói. Tôi thấy cái đám này như đã từng luyện binh pháp tôn tử ấy. Nhưng tôi không hiểu, sao con bái đó lại lui quân? Nó vốn có thể thắng. Lão tuyệt hộ không đáp lời, ngồi trên xích sắt một lát. Lửa cháy nhỏ dần, dây xích cũng nguội lạnh. Ông ta đập đập tàn thuốc, trả nọ cho tôi. Đi thôi. Hai người bọn tôi mau chóng đi qua đống lửa bên dưới, cuối cùng đến chỗ cột đá rồi trượt xuống. Lão tuyệt hộ sải bước về phía sườn núi, tôi vẫn hơi lo, khom người dè dặt ngó nghiêng xung quanh, xác định chắc chắn không có sói mai phục mới yên tâm tiến lên. Đi được vài bước, tôi thấy có một mũi tên trước mặt mới nhớ lại mũi tên con bái rút ra từ đuôi nó. Số tên tôi mang theo lần này có hạn, mũi tên nào cũng có thể cứu mạng, tất nhiên phải đi nhặt lại. Cầm mũi tên trong tay, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không ổn chỗ nào thì cũng chịu. Cuối cùng, tôi vẫn cất nó vào ống đựng tên trong ba lô. Chương 40. Lão tuyệt hộ đã đến sườn núi, ngồi đó nhìn xuống hầm mỏ bên dưới. Tôi thấy hơi lo, sườn núi không hề dốc. Chưa nói đến sói, ngay tôi đây cũng trèo lên dễ dàng. Nếu đàn sói men theo xích sắt qua chỗ bọn tôi, giờ thấy bọn tôi nhảy xuống, chúng lại chẳng lao lên sườn núi xé xác bọn tôi ngay à? Lão tuyệt hộ thấy tôi lo nghĩ, liền nói. Xuống đi, xuống đi. Lũ oắt con đó không dám tới đâu. Tôi quay đầu lại, thấy đàn sói quả nhiên không dám lại gần. Kẻ đàn ngồi ở chỗ cách sườn núi khoảng 10 mét, dáng ngồi y hệt chó, nheo mắt nhìn bọn tôi. Tôi, quái lạ, sao chúng lại không tới? Lão tuyệt hộ, nơi này chắc là cấm địa của chúng, có lẽ vua sói được chôn ở đây. Dù sao, chỉ cần người đến đây, đàn sói sẽ xuất hiện ngay lập tức, trừ phi trèo lên dây sắt. Quan tâm làm gì, chỉ cần chúng không theo sang là được. Tôi ngạc nhiên, trước đó ông ta nói với tôi, khi ông ta mới tới cổng âm thành, thấy sói trắng khắp nơi nên không đi vào nữa. Vậy sao ông ta biết xích sắt dẫn vào bên trong giếng mỏ? Nhưng lúc này tôi chỉ có thể đi theo ông ta, nên cố ý giả ngây, vẫn đi cùng ông ta vào hầm mỏ xem. Nhưng trong đầu không thể gạt đi ý nghĩ vừa rồi. Bất chợt, tôi nghĩ ra điều bất thường. Mũi tên rõ ràng đã đâm xuyên qua đuôi con bái, cũng chính con bái rút tên ra. Sao nó có thể sạch sẽ, đến một vết máu cũng không có? Không lẽ bảo đuôi con bái là giả, vốn chỉ là vật trang trí nên mới không đau? Càng nghĩ càng loạn, tôi liên tưởng đến mưu lược của con bái cùng dáng vẻ đứng thẳng đi lại bằng hai chân, ánh mắt châm biếm hệt như người, rồi lại nhớ đến lúc nó rút mũi tên ra một cách nhẹ nhàng. Lòng tôi dấy lên sợ hãi. Không lẽ nó không phải bái mà là người đội lốt sói?
Khi tôi còn nhỏ, Thành Đô từng xảy ra một vụ kỳ án về người diễn xiếc khỉ chấn động toàn quốc. Năm đó, mấy trò tiêu khiển trên phố không nhiều, trừ những lúc công xã chiếu mấy bộ Trận chiến địa lôi, Chiến tranh đường hầm, thì chỉ có những người diễn xiếc khỉ. Nói đến cũng lạ, khỉ đa phần ở núi Nghe Mi, Tứ Xuyên, nhưng người diễn xiếc khỉ thì phần lớn xuất thân từ Tân Giã, Hoài Nam. Những người đó chiếm một góc bên đường, tay cầm chiêng gõ vài cái. Mấy con khỉ sẽ lên biểu diễn. Tiếng chiêng càng lúc càng dồn dập. Các nhóm khỉ sẽ xuất hiện theo nhịp trống, nhào lộn, bó rơm, múa reo, biểu diễn võ khỉ. Hồi nhỏ tôi thích nhất là xem xiếc khỉ, cũng thấy thương lũ khỉ hoạt bát. Tiền mua bánh vừng trong túi hầu như toàn ném cho chúng nó. Năm nọ, có người diễn xiếc mang theo hai con khỉ biểu diễn trên phố. Con khỉ nhỏ cực kỳ thông minh, lanh lợi. Không chỉ biết nhào lộn, đánh võ khỉ, thậm chí còn biết phối hợp với con khỉ khác, diễn kịch, khiêng kiệu, rất được yêu mến. Giữa buổi diễn, người kia đi vệ sinh, con khỉ nhỏ đột nhiên quay ra kêu e e mấy tiếng. Tiếng kêu vừa ngắn vừa gấp gáp. Nó nước mắt ròng ròng, quỳ xuống ra sức dập đầu với đám đông, miệng hé to ra cho người ta xem. Mọi người tiến lên nhìn mới phát hiện ra con khỉ không ổn. Lưỡi nó chỉ còn một nửa. Nó đã bị người ta cắt lưỡi. Mọi người cảm thấy bất thường, vội báo cho chính quyền. Thẩm tra suốt đêm mới biết, con khỉ đó là đứa bé bị bọn mẹ mìn bắt cóc, cắt lưỡi. Người khoác một lớp da khỉ. Về sau, người diễn xiếc kia khai, đứa trẻ bị bắt cóc từ núi sâu Lương Sơn. Khi nó còn nhỏ, bôi một lớp nước thuốc đặc chế lên người nó. Nước thuốc được chế từ hỗn hợp keo da lừa, máu lừa, hùng hoàng đun lên. Lột da khỉ sống, nhân lúc còn nóng bọc vào người đứa trẻ, dán kín. Tấm da khỉ sẽ dính chặt lên người. Đứa bé sẽ ngừng lớn, mãi mãi chỉ dừng ở tầm vóc đó. Cử chỉ con bái này giống người, liệu có phải cũng là người đội lốt sói như thế? Nghĩ thấy cũng không phải. Đứa bé đội lốt khỉ bị người ta bắt cóc, biến thành công cụ kiếm tiền. Con bái này rõ ràng là đầu não của bọn sói. Còn ai dám bắt cóc lừa gạt nó? Không lẽ nó là sói thành tinh, biến thành hình người? Tự tôi cũng thấy quá bất thường, bèn lắc đầu không nghĩ nữa. Tiếp tục đi theo lão tuyệt hộ về phía trước. Xuống khỏi xích sắt, lại đi thêm một lúc. Có một bức tượng đá cao cỡ mấy tầng nhà sừng sững ngay trên sườn núi phía trước. Đó là một bức tượng hình sói đang cúi đầu nhìn vào thành cổ. Trông như ánh nhìn sắc bén, quả quyết của một bậc đế vương, khí phách phi phàm. Tượng sói trông rất chân thật, trên trán có những nếp nhăn, hai mắt xếch ngược. Và cả những đường vân trên thân đều được khắc họa rõ nét. Tôi kinh ngạc nhìn bức tượng sói khổng lồ. Từng chi tiết của bức tượng đều rất thật, chỉ có một chỗ không ổn. Đuôi của nó đổ rạp xuống đất như một con rắn xám mềm mại. Điều này không đúng. Đuôi sói là thứ giữ cân bằng cho cơ thể, rất cứng, như một cái gậy cắm trên đất, không thể uốn cong vẫy loạn như đuôi chó. Theo tỷ lệ của bức tượng sói khổng lồ, các chi tiết được khắc như thật, không thể phạm sai lầm như thế này. Có lẽ người xây thành cố ý làm vậy. Lại gần xem, bên dưới bức tượng có mấy cái máng đá rất to. Trong máng đá xương cốt vương vãi, không lẽ đây là nơi sói ăn? Kiến trúc của âm thành rất kỳ lạ. Tường thành không có cổng, hố xương ở khắp nơi. Không chỉ kết cấu có vấn đề mà nguồn nước cũng bất thường. Kinh thành cổ đại, cho dù có hỗn loạn thế nào, thì nguồn nước vẫn phải dồi dào, phải có giếng nước cho người thú cùng dùng. Nhưng tôi ngó khắp xung quanh bao lâu, chẳng tìm nổi một cái miệng giếng. Rốt cuộc là sao? Đi vòng quanh bức tượng xem xét,
Tôi phát hiện ra trên bụng sói có rất nhiều vòng xích sắt. Trên xích treo hàng bao nhiêu móc đang móc thứ gì đó đen kịt. Đây là gì? Ngẩng cổ lên xem cả buổi, tôi mới nhận ra thứ đen xì ấy là thịt khô. Ai lại phơi thịt ở đây? Để làm gì? Tích trữ lương thực à? Vấn đề là ở đây toàn sói, người nào sống được? Tôi ngẫm nghĩ, đầu óc chợt chấn kinh. Không phải, không chỉ có người mới trèo lên xích sắt lấy thịt được, con bái kỳ quái kia cũng có thể trèo lên. Không lẽ chỗ thịt khô này là nó tích trữ? Vậy nó thực sự thành tinh rồi đấy. Từng cảnh tượng hiện ra trong đầu tôi như một bộ phim. Đầu tôi ù đặc. Âm thành e không phải thành của con người, đây là thành sói. Hoặc đây là ngôi thành cổ do sói xây. Những hố lớn bọn tôi nhìn thấy ban nãy cũng không phải để tế bái gì mà là hố thức ăn của sói. Sói là loài sống bầy đàn, cực kỳ đoàn kết. Sói già và sói con không thể săn mồi, đàn sói sẽ để lại thức ăn cho chúng. Hố xương khổng lồ kia có lẽ là hố thức ăn dành cho mấy con già yếu bệnh tật. Tôi sợ hãi, lão tuyệt hộ này dám đưa tôi đến thành sói. Tôi hung hăng quay lại chửi lão, nhưng quay lại thì đã không thấy ông ta. Lão già ấy nhân lúc tôi không chú ý đã chạy mất. Tôi nhấc chân chạy vội, dễ dàng bắt gặp ông ta ngay phía trước. Tôi rút nỏ ra ngắm bắn từ xa, bắt ông ta phải mau chóng giải thích chuyện ở đây cho tôi, bằng không đừng trách tên trong tay ông đây không có mắt. Lão tuyệt hộ đành phải giải thích với tôi, đây không phải thành sói, có lẽ là quân doanh người Nhật xây hồi trước. Sau khi chiếm được ba tỉnh phía đông, lũ giặc Nhật cử rất nhiều công nhân vào sâu trong Đại Hưng En đào quặng. Ở đây xuất hiện quặng vàng, lũ giặc tất nhiên không buông tha. Vậy nên chắc chắn tập trung nhiều công nhân đi khai thác quặng trong dãy Đại Hưng En. Công trình kỳ quái này được dựng lên có lẽ để nhốt công nhân, đề phòng họ bỏ chạy nên mới cố ý không làm cổng thành. Còn về sói trong này cũng rất dễ giải thích. Người Nhật nuôi rất nhiều chó béc dê Đức. Lũ chó toàn ăn thịt người, cực kỳ hung dữ. Có lẽ đã khôi phục lại bản tính hoang dã, thích học theo sói đào hang. Có lẽ sau khi lũ giặc Nhật rời đi, đám chó béc dê không ra được, cứ thế sinh sôi nảy nở trong âm thành, cuối cùng trở thành một bầy sói hoang. Lời giải thích của ông ta hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao vẫn còn có lý lẽ. Ít nhất cũng hơn giả thiết sói biến loài người thành nô lệ mở núi xây thành. Thực ra, chẳng cần biết thật giả thế nào, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút để trấn an tinh thần. Có lý do như thế, tôi mới thấy yên tâm hơn chút, tiếp tục lên đường. Tôi hỏi lão tuyệt hộ tiếp theo làm thế nào. Ông ta bảo, có một hầm mỏ phía trước, nhóm đông gia có lẽ đã vào trong rồi. Muốn tìm họ thì chỉ có thể vào theo. Tiếp tục đi, bãi đất trống phía trước phủ đầy cỏ. Bụi cỏ cao hơn một thước, xanh mướt, trông như thảo nguyên mênh mông. Bên cạnh là một hồ nước lấp lánh, nước chảy rào rào. Tôi ngạc nhiên than. Lũ giặc Nhật đúng là chịu chi, còn dám dẫn nước sông vào ngăn thành hồ. Tòa thành cổ này phải xây bao lâu mới xong đây? Lão tuyệt hộ. Bọn Nhật tính toán rất kỹ lưỡng, bên dưới chắc chắn có mỏ quặng lớn. Không chừng còn là mỏ vàng, có bao nhiêu kẻ ganh ghét đây. Vây lại thế này, đưa người vào khai thác, bên ngoài chẳng ai hay. Không chỉ người ngoài, mà cả dã thú cũng không vào được. Không thì mấy thứ trong rừng già này cũng cho họ ăn hành rồi. Nghĩ cũng phải, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây là biên giới giữa Trung và Liên Xô. Người nghe không dễ dây, khiến bọn họ ngứa mắt là họ vác xe tăng đến cướp ngay. Chiêu này của bọn Nhật đỉnh thật sự, cứ im ỉm mà phát tài.